Người Do Thái chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng dân số thế giới, nhưng lại có số người giành giải Nobel nhiều gấp 3 lần Đức hay Pháp và gấp 10 lần Nhật Bản. Họ được biết đến là dân tộc thông minh hàng đầu của thế giới. Điều này có nguyên nhân rất lớn từ văn hóa đọc sách và truyền thống giáo dục gia đình. 1. Nghi thức hôn lên cuốn Thánh Kinh. Trong các gia đình người Do Thái, ngay từ khi con còn bé, cha mẹ sẽ mở cuốn Thánh Kinh ra và hướng dẫn con chạm nhẹ lên quyển sách, rồi đưa tay con chấm vào lọ mật ong và để con ngậm chỗ mật đó. Dụng ý của nghi thức này là muốn nói với con rằng sách vốn là mật ngọt. Như thế sẽ giúp trẻ lưu lại một ấn tượng tốt đẹp ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc với sách. Điều đó cũng giúp trẻ cả đời vui vẻ với việc học và đọc sách. 2. Câu hỏi truyền thống trong gia đình Do Thái. Trẻ em Do Thái hầu như đều phải trả lời một câu hỏi: nếu có một ngày nhà của con bị cháy hoặc tài sản của con bị cướp, con sẽ mang thứ gì theo khi chạy trốn? Nếu trẻ không trả lời được, cha mẹ sẽ nói: con à, thứ mà con phải mang theo không phải là tiền bạc, cũng không phải là của cải, mà là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là thứ mà bất kể kẻ nào cướp cũng không được. Con chỉ cần sống thì trí tuệ sẽ vĩnh viễn đi theo con. 3. Học thuộc lòng Thánh Kinh. Trong các gia đình Do Thái, trẻ ngay từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu đọc thuộc lòng Thánh Kinh. Mục đích của người lớn là để tạo cho trẻ thói quen học thuộc lòng. Người Do Thái nhận ra rằng học thuộc lòng là con đường tốt để bồi dưỡng trí nhớ của trẻ. Trẻ Do Thái sẽ đọc thuộc 3 cuốn sách chính: Ngũ Kinh Moses, Kinh Tanakh và Kinh Talmud. 4. Coi trọng sự sáng tạo. Người Do Thái ví những người có chút trí thức mà không chịu đào sâu suy nghĩ là con lừa cõng trên lưng nhiều sách. Họ cho rằng học tập phải lấy suy ngẫm, tự hỏi, suy xét làm cơ sở. Suy nghĩ, tự hỏi là do hoài nghi và trả lời cấu thành. Hiểu biết càng nhiều thì sẽ hoài nghi càng nhiều, mà câu hỏi cũng thuận theo đó mà gia tăng. Cho nên, thường xuyên hỏi sẽ khiến con người tiến bước. Người Do Thái đặc biệt chú trọng đến việc giao lưu chia sẻ suy nghĩ với trẻ, để các em luôn nhận được lời dạy bảo và chỉ dẫn của người lớn. 5. Đọc sách trong ngày nghỉ để tẩy rửa tâm linh. Người Do Thái không tận dụng ngày nghỉ để đi du ngoạn, bởi vì khi trở về đã toàn thân mệt mỏi. Trong ngày nghỉ, họ đóng cửa các hoạt động buôn bán kinh doanh. 8 giờ sáng họ bắt đầu đi làm lễ. Họ dùng tiếng Hebrew để đọc kinh cầu nguyện. Sau đó họ trở về nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều họ sẽ ở nhà hoặc đến giáo đường để giao lưu chia sẻ, học tập kinh Talmud và thánh kinh cùng với bạn bè và giáo sĩ. Não bộ là cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ thì mới sản sinh ra trí tuệ. Đây chính là đạo lý đơn giản của người Do Thái. Từ xa xưa, văn hóa đọc sách đã trở thành một phần truyền thống, một phần tính cách của người Do Thái. Do đó, trẻ em từ lúc còn nhỏ đã được dạy dỗ để biết yêu quý sách, biết khao khát học tập và kính trọng trí huệ của cổ nhân trong những trang sách.